chào anh em đã quay trở lại với channel của mình là vẫn vui vẻ. Ngày hôm nay là một cái màn trôn mới, thì anh em đã thấy đây là một cái đèn, đúng nó là đèn quay phim bình thường thôi anh em ạ. Vẫn vừa mới sắm một cái đèn mới gần 10 cũ, thì để mà sắp tới Vĩnh xây dựng mấy kênh TikTok cho khách hàng của Vĩnh á, nên là nếu mà anh em nào hay anh chị nào mà đang có sắp tới có nhu cầu mà xây kênh TikTok bán hàng hay xây dựng thương hiệu thì có thể liên hệ với Vĩnh, Vĩnh xây kênh cho nha. Ok, thì hôm nay là mới unbox xong cái đèn này á, thì mình vừa mới quay gần gần lại cho mọi người thấy. Đây cái đèn này thì mình đã che cái tên của cái đèn này đi rồi anh em, che tên đèn này đi đó, thì mình nhìn nó cũng khá là lạ đúng không anh em. Mấy cái đèn led bây giờ là nó đã thiết kế nó rất là khác so với những cái đèn ngày xưa rồi, nhìn nó cũng hầm hố nữa. Và đặc biệt là cái đèn này nó có điều khiển từ xa nha anh em, nó có khả năng kết nối và điều khiển từ xa đó, bật tắt và điều khiển từ xa được. Này ví dụ như này đó, anh em thấy nó chớp theo cái của mình không nè, mình có thể điều khiển sáng tối, điều khiển từ xa sáng tối theo cái, nó có một cái app riêng đó, và đứng rất là xa nha anh em, đứng xa đó, khoảng cách điều khiển cái này là tầm 200m là vẫn điều khiển được đó, nó điều khiển bằng sóng. Ok đó, thì mình vừa mới test xong thì mình vừa mới nghĩ ra một cái đèn trôi như thế này, mình sẽ nói đây không phải là cái đèn mà đây là cái máy, cái máy này gọi là cái máy, mình dùng cái tên gì cho nó chuẩn ta, máy đánh ghen đi, mình sẽ dùng cái tên của máy là máy là gọi là máy đánh ghen. Thì đại loại cái máy này nó sẽ có một cái đầu và còn lại đó, mình sẽ nói với Phương Vi là cái đầu còn lại, ví dụ như mình sẽ gắn vào bên tường, thấy không? Sẽ đi mà đi đánh ghen, ví dụ như những cặp tình nhân mà có ngoại tình ở phía sau cái bức tường này thì cần đưa cái đầu này vào đây, thì cái máy này nó sẽ chớp đèn. Ok anh em, nếu bên trong này có ngoại tình thì cái máy này nó sẽ chớp đèn, đương nhiên là chắc chắn thì nó không, cái máy này nó không có như vậy. Rồi Khoa, nó mình sẽ nhờ Khoa ở bên ngoài sẽ điều khiển cái máy này giúp mình. Rồi ok, cơ bản nó là như vậy, mình sẽ nói cho anh em hiểu sơ sơ thôi, chứ không nói quá thì anh em sẽ biết rõ mất cái màn trôn, thì anh em xem nó mất hay mất. Và bây giờ mình sẽ bỏ cái máy này vào thùng này lại, và mình sẽ mang qua nhà của Phương với công ty và giới thiệu cái máy này với tụi nó để xem thử tụi nó phản ứng như thế nào, và mình sẽ có một cái màn trôn như thế nào. Anh em nhớ theo dõi hết clip cuối cùng nha. A few moments later. Hello anh em, đó bây giờ thì mình đã tới chỗ nhà Phương Vi rồi, bây giờ mình sẽ đi vô và rủ tụi nó trải nghiệm cái máy phát hiện đánh ghen của mình ngày hôm nay. Bây giờ Khoa sẽ ok, Khoa bây giờ nó sẽ núp ở đây đó, xíu nữa khi mình đi vô rồi Khoa nó sẽ sát ra cửa để anh biết, anh em biết tại sao, bởi vì nó phải sát ở cửa để nó nghe được bên trong diện cái gì, để bên ngoài nó còn chớp, hiểu không anh em? Còn nếu mà nó không nghe được hay là nó như thế nào đó thì mình sẽ nhắn cho nó, hiểu không? Còn cameraman sẽ đi theo mình, bởi vì tại sao hôm nay phải đi theo, bởi vì mình không có thể đặt máy được, với lại là mình phải cầm máy thẳng như thế này, bởi vì là ngày hôm nay mình phải cầm máy thẳng như thế này, bởi vì ngày hôm nay mình sẽ nói với tụi nó chỉ là một clip là trải nghiệm cái máy này thôi, chứ không là tụi nó sẽ nghi ngờ nghe anh em ơi, chắc chắn luôn. Hôm nay mà đi vô để đặt được cái máy cực kỳ khó, cho nên là mình quyết định là hôm nay là cầm máy thẳng như thế này tới tụi nó luôn. Ok nè, bây giờ Khoa nó sẽ ở đây, tí nữa sẽ ghé, tí nữa mày sẽ núp cô đó, hiểu không? Mày sẽ núp vô cái lỗ tai đó để nghe. Ok, Khoa nó sẽ là người điều khiển, còn mình bây giờ để đi vô đây. Đang nói chuyện, hai nó đang nói chuyện, anh em nghe không? Đang ngoài phòng khách luôn. Ok, ngon á. Làm gì ồn vậy hai cô? Đang ăn hả? Thôi đủ gì nữa, quay béo gì nữa. Ủa là làm sao? Ủa hai đứa kia đâu á? À đủ. Ủa rồi tự nhiên mắt mày gì thấy ta, hai nó bay chạy như chó vậy bay? Ê!
qua đây, qua đây. Còn Phương này chạy qua đây đúng không ta? Ê Phương, ủa làm gì mất mới vậy, mày thấy tao bụng mất mới vậy bỏ trốn chạy vô phòng? Cái gì? À đủ. Quay công việc quá. Vy ơi. Vy ơi. Chứ sao mà tao đi qua tự nhiên mày, hai đứa mày bỏ chạy vô phòng? Đi bắt gì quay? Má, tao biết ngay mà. Quay què, tự nhiên chắc cầm máy quay. Ủa rồi anh cầm máy quay là nó mới bình thường, chứ tao mà giấu máy quay nó mới là vấn đề á. Cầm máy quay đi nói chuyện. Ơ kìa. Làm gì á, qua quay thân. Đi ra đây anh nhờ cái này, anh nhờ. Đấy. À không, bây giờ mày cứ đứng im trong phòng đi, tao cho mày coi cái này. Rồi đây đây. Nè, mày cứ hé cửa ra. Hé cửa ra. Đây đây. Anh mới mua cái máy. Anh nhờ, ý là anh đi review trải nghiệm cái máy, ý là nhờ tụi mày coi giùm. Máy nó nhốt rắn nhốt vết gì đúng không? Máy nhốt rắn nhốt vết là sao á? Nè, mấy cái máy nè Vy, cái máy Vy. Nhìn nè, ra đây nhìn, em nhìn qua khe đi, em thấy không? Cái máy nè. Khỏi định rồi có chui cái gì ra chứ gì? Rồi bây giờ em nhìn em muốn thấy cái gì? Em muốn coi cái gì trong này? Mày khùng á, tao nói thiệt. Rồi mắc gì cho coi cái máy rồi quay chi? Hôm nay tao mà không phải cho tụi mày coi một cái máy mà để tụi mày đánh giá thì tao nghĩ làm YouTube đủ má, suốt đời này tao không bao giờ được làm YouTube. Ý là cái máy này anh tính qua nhờ em với Phương thì anh mới quay nè, cho tụi em coi trải nghiệm này kia anh quay, chứ còn không bình thường anh giấu máy anh. Chứ không anh chôn thì tao giấu máy chứ. Ra đây. Nó không tin à? Được mày, con Phương đâu? Ra, con Phương đâu? Phương ơi. Mày hé cửa tao cho mày coi cái này nè. Mày hé mà anh thiệt là anh mang cái máy của anh mới cho con Vy coi rồi. Đây. Ủa chứ bình thường nếu mà anh chôn là anh phải giấu máy, chứ còn đây là anh được cầm máy trực tiếp thì có thằng nào đi chôn mà ngu vậy không? Hôm nay là anh mới mua, thiệt sự là hôm nay anh mới mua cái máy. Anh muốn qua review trải nghiệm này, anh muốn tụi em đánh giá giùm anh. Là trẻ chế dĩnh. Ở đây đây, Vy ra ngoài nè. Thiệt đúng á. Nè, Vy ra ngoài nè. Quay biết tao sợ rồi đó. Nam đấu mai mốt tao chuyển nhà xuống Hóc Môn á, hết quay. Mốt sắp bỏ xứ đi à. Mày thấy bữa giờ anh có trôi mày lần nào không? Bữa mới chôn xong. Bữa nào? Thấy trên YouTube đầy á. Đầy mày khùng điên. Đây. Nè, một cái máy bình thường. Vy ra đây, con A Phương ra đây, Vy đây rồi. Coi nhìn mặt nó. Anh review gì mà quay mặt sắc nét chứ không biết. Hôm nay là mình làm clip review ngay như ngay từ đầu mình đã nói với anh em, mà bây giờ anh coi tụi nó, ánh mắt tụi nó nè. Mới vừa mua cái máy xong. Ý là anh qua anh nhờ tụi mày đánh giá giùm anh. Hôm nay tao không có buôn bán gì hết, đừng có sợ là tao chôn máy nói dối hay gì, anh không hề có nhu cầu buôn bán. Không được tụi chôn em. Đúng, hôm nay tụi mày cứ trong à, anh đang chôn, cảnh giác cao độ cho anh. Anh không có hề trôn gì hết. Thề cho anh giờ. Đây hôm nay anh mới mua cái máy, thiệt sự là hôm nay anh mới mua. Máy cái này giờ riết cái tim của tụi mình anh em. Từ lúc mà clip qua nhà con Phương tụi mình cầm cam đến bây giờ là tụi nó luôn luôn nghi ngờ mình là làm cái gì cũng trôn hết á. Cho nên là hôm nay gần như từ nãy giờ mình giới thiệu cho anh em là mình làm clip trải nghiệm cái máy mà từ nãy giờ tụi nó cũng cảm giác là nó nghi ngờ. Hôm nay nói thiệt. Giải thích nhiều quá. Nói gì? Vô vấn đề chính. Đợi xíu anh cho anh mượn cái chân máy, chân đèn của mày á. Anh gác cái này lên cái. Cái gì? Ủa mày, cái camera bên tao đang đứng ngoài đây rồi mà tao đặt máy quay gì ba? Đâu mà lén. Đúng, giả định sao? Đừng tỉ mua phòng nữa. Đừng có mua phòng nữa. Mắc gì mua phòng, phòng cơm không vô. Thì anh cho mà đi cho dễ gì. Chứ mày sợ. Mày sợ đợt cam. Con kia mặc gì đó. Kia đừng có vô phòng nữa. Tụi tôi vô phòng đi, tại ông đặt cam đó phải. Đúng rồi, rào trước vô phòng. Ờ, kia đừng vô phòng nữa, tụi tôi cứ trước sau tụi tôi cũng vô phòng làm thôi. Hay lắm. Chứng là khôn dịch á. Đúng rồi đó, chán thiệt. Thôi bây giờ mà anh chỉ có ngồi đây và anh làm thôi. Còn tụi em cứ ngồi im đó. Cái gì đây? Cứ ngồi im đó. Đây, từ từ. Ngồi im để bị chôn hả? Ý là ngồi im xem giùm tao, khổ ghê luôn á. Khổ ghê luôn á anh em. Hôm nay là không. Tối nhà làm những chuyện gì mà sao mà có thể rảnh rỗi như vậy hả trời? Không, hôm nay không hề rảnh. Hôm nay rất bận nha. Bận sao? Hôm nay anh rất là bận. Anh rất là bận luôn á. Quay review máy đó gì? Đúng rồi. Cũng không phẳng là review là mình quay cho người ta, mình bán cho người ta. Thế còn đây không? Giống cái mô từ ở dưới quê em tưới nước cho cây đúng không? Mày bầm nước hả? Cái mô từ đó. À quên, anh chưa hỏi, mày thấy giống gì? Nói lại.
cái mô tưa mà tụi em hay kim điện cho ba em tưới nước ở ngoài vườn á. Em miền Tây dùng cái từ mô tưa nghe nghe hài á anh em. Mô tưa. Mày có nghe từ mô tưa lần nào chưa? Công mơ. Công mơ. Công tơ. Công. Là gì ba? Công mơ. Ấy là cái máy bơm nước ở nhà là gọi là gì? Mô tưa. Bơm mất bật cái máy mô tơ lên. Mô tơ đúng không? Mô tơ. Mô tơ. Mô tơ. À, rồi rồi cái gì kệ mẹ đi. À, rồi mày không kệ. Mày thấy giống gì vậy? Giống cái đèn. Giống cái đèn. Đèn gì? Đèn sân khấu rồi. Cái đèn sân khấu. Nói gần đúng rồi, nhưng mà nó không phải đèn sân khấu. Vậy cái đèn ở dưới sân khấu. Không phải đèn sân khấu, là cái đèn dưới sân khấu. Má nhảm cức thiệt chứ. Đây. Vậy là cái mục tư à? Tôi làm để ra làm cái què bỏ lên chân làm gì? Đây nè. Cái gì? Là hay có cái vấn đề là ngoại tình. Cái mô tơ này. Đúng không anh em? Cuộc sống bây giờ người ta ngoại tình rất là nhiều. Ngoại tình là một trong những 5 phút sợ là bắt đầu. Rồi, tiếp đi. Ngoại tình là một trong những cái nguyên nhân hàng đầu dẫn đến ly hôn, gia đình phân tán, con cái, con không cha, con không cha không mẹ. Căn này thuê bao nhiêu thì được đó? Một rồi. À, hai nữa này. Nó có chửi. Chửi chắc chả. Má chả gì mà 10 triệu. Tao đang giới thiệu mà. Ờ dạ, ừ, nói. Anh chán cái này thì biết cái tim này nó má mệt ghê luôn á bây. Nói đi. Cái ngày bình thường thì nó khác bây giờ. Anh đang nói thiệt, anh đã dựng cái máy ra đây rồi mà. Hôm nay anh không có máy. Anh không có cần gì em gì, anh cần gì em đánh giá giùm anh thôi. Nha. Nó không phải giống như mày chứ anh bán máy anh gì anh lừa tụi em. Lần này chỉ cần tụi em coi thôi. Lừa giùm anh thôi được không? Coi rồi đó, không rồi. Ý anh đang nói tụi em là ngoại tình. Phương mày có tập trung mà mày bấm điện thoại mày. Mày ngồi mày nghe giùm anh gái. Ý là anh giải thích để cái máy này mày mới hiểu được. Mày tắt điện thoại đi. Tắt đi đã. Bánh tráng này, thấy không? Má đang làm bánh tráng nó thấy ra nó bỏ chạy như là kiểu má gặp cướp gặp giặc kìa. Anh Diệp Hướng đúng không? Mày ngồi mày tập trung, mày ngồi mày bấm điện thoại mày cười mày. Mày tắt điện thoại giùm tao đi, mày tập trung giùm tao được được không? Mày chết chứ. Mình cho ổng nói nhanh nhanh đi về đi mệt thiệt chứ. Nói nhanh nhanh đi về. Má nói chuyện mất dạy vậy trời. Ấy là bây giờ là vấn đề ngoại tình rất là nhiều. Đúng không? Liên quan gì tới tôi? Em có đề ngoại tình rất là nhiều. Nhưng mà em có thấy là có những cái người mà khi mà người ta đi đánh ghen ngoại tình nhưng mà bắt cẳng tay nhưng mà vẫn cãi không? Cãi một bộ hiểm vô đầu liền. Cãi một bộ hiểm vô đầu. Nhưng đó là những người hung hăng. Còn những người mà không có bằng chứng thì làm sao? Người ta vẫn cãi. Thì thôi đi gì á? Thì thuê thằng khác đập. Thì thuê giang hồ đó. Thì thuê giang hồ đập gì? Nhưng mà không đúng có bằng chứng tự nhiên. Có thể nếu không có bằng chứng tự nhiên em thấy bị vô lý không? Không. Em giống như là bị ghen tuông một cách vô cớ. Đúng kệ. Người đàn ông để cho mình ghen là người đàn ông đã phạm sai lầm. Để cho ghen là đã phạm sai lầm. Đúng, là không tạo ra cảm giác an toàn là đã sai rồi. Đó là vì làm cái thời hát lên mới biết là mình chọn sai người. Đúng rồi. Đó là tụi em bây giờ tụi em đang người ngoài cuộc tụi em nghĩ vậy thôi. Chứ khi mà chồng của mình đang yêu thương, mình đang có con. Đúng không? Mà ví dụ nó như nó đập chết cũng. Nghi ngờ là nó đi vô nhà nghỉ nhưng mà mình không có bằng chứng. Đúng không? Có những cặp vậy nè, khi mà tới bắt quả tang ở trong nhà nghỉ rồi, rõ ràng là hai người trong đó rồi nhưng mà nó nói anh đi vô đây anh bàn công việc. Anh chỉ vô đây anh chỉ tắm thôi, anh chả làm gì hết, em có bắt tận tay anh đang chịch không? Có bắt tận tay anh đang làm chuyện đó không? Không. Lúc đó không cãi được. Lý do đó là cái máy này ra đời. Cái máy này ra đời. Để làm gì? Anh sẽ giải thích cái máy này nha. Xong rồi anh sẽ cho tụi em coi. Coi cái máy này là hiện tại đang ở bên Trung Quốc. Mới có, Việt Nam này chưa có. Hiểu không? Anh tính là bây giờ anh nhập về Việt Nam. Mình làm lấy ở Việt Nam mình bán. Việt Nam bây giờ đánh ghen rất nhiều. Ê chặt, mấy cái tài quá. Tại sao vậy? Mày không ai xầm lời với anh hết. Tại sao? Ê, mày không biết hàng ngày có biết bao nhiêu con, biết bao nhiêu chị lên trên mạng đi thuê thám tử về để đi bắt chồng mình đánh ghen á. Cái đứa này nó chán dữ vậy bấy. Có thể là nhai bớt cắp được không? Ngon á. Ờ, quên hết đi.
thích mẹ nãy giờ quên mời nữa. Không ăn. Ta ra mẹ ăn ấy là gì nè, cái máy này của anh á, tụi mày nãy giờ tụi mày chưa hiểu công năng. Cái máy này của anh, khi mình cắm điện vào đúng không, mình chỉ cần đứng trước cái khách sạn nha. Nó có hai cục đây, ví dụ ở đây là cái đèn đúng không, sau cái bức tường này là người yêu của em hoặc chồng của em đang. Đừng nói vậy. Nói vậy thế này em lấy chồng chạy em ngoại tình thì sao, là em đỡ thừa anh. Không được. Nhỏ này đi. Ví dụ chồng hay người yêu của Vi đang ngoại tình với một con nhỏ khác. Sau cái bức tường này đúng không, anh sẽ áp cái này vào trong tường thì cái đèn này nó sẽ chớp. Wow. Nó sẽ chớp theo cái nhịp của hai người đang ở bên trong. Dạ. Tại sao là hai người đang nhấp nhô như thế nào là bên trong này cái đèn nó sẽ nhấp nhô như vậy. Dạ. Dữ vậy đúng không? Là bắt được chồng em luôn hả? Rồi ví dụ cái đèn này là, rồi ví dụ cái đèn này nha, ví dụ em ngoại tình thì nó cũng bắt em được hả? Chết mày rồi, không được đâu. Ai ngoại tình thì cũng như ai cả. Không được đâu. Có nghĩa là chỉ cần đứng trước khách sạn mà bên trong hai đối tượng đang hoạt động với nhau là bên ngoài này cái đèn này nó sẽ sáng. Cái này nó cũng đang hoạt động nè. Lại lên lạc động cái gót công sức quá. Mày hiện tượng là chắc là dùng ấy bao nhiêu cái máy điện thoại á. Quá nhiều. Mấy anh mang cái máy này qua để anh nhờ hai đứa này mình mang với tinh thần hào hứng anh em ơi. Phóng to lên coi. Anh em cứ nói là qua để nhờ anh Phương với Vi tự đánh giá dùm. Anh mang qua cái máy hồi nãy giờ tụi mày cứ cảm giác tụi rồi tập trung nè, vô nè, nói lại đi, tập trung nè, nói lại đi. Ví dụ thôi bây giờ bên trong ví dụ như là vợ của ông cameraman nha. Vợ của ông cameraman ông bỏ quay ông đi về rồi ngồi hai cái máy rất hợp lệ luôn. Nói gì mà nói ai cũng khó. Nói anh đây. Nói tao hả? Ừ. Ngu quá tự nhiên. Con chó người yêu. À bây giờ nói chung là rồi nói chung là đây vợ của ông A nha, đang ngoại tình với một ông B. Tại sao lại vợ mà chồng ngoại tình mà vợ ngoại tình? Rồi bây giờ là chồng của cô A. Ừ. Đang ngoại tình với một bà B. Khốn trong nạn. Cái khách sạn sau cái bức tường này. Mình tới khách sạn rồi. Đúng không? Nếu em gõ cửa bên trong lo mặc đồ bước ra không cãi được. Ủa anh, tại sao em tới đây em gõ cửa? Ủa anh đang làm gì với con này ở đây? Ủa thì tụi anh đi vô đây, anh đi vô bàn công việc em, bật máy lạnh bàn công việc em, thấy anh cởi đồ không? Không cãi được. Nhưng một trường hợp cái máy này xảy ra, tới không gõ cửa, mình chỉ cần để cái máy này vô đây, hai người đang bên trong đang nhấp nhô đang léo lèo là cái máy này đốt nó đang nhìn thấy là đèn này nó sẽ sáng thêm. Quá hay luôn, xuất sắc luôn. Đồ má biết phần sẵn luôn mày, biết phần nào luôn, lên trời chiếu đèn luôn mày. Vậy thì xuất sắc 10 điểm luôn, 10 điểm. Biết phần nào là sao em? Ủa, người ta đi khách sạn. Ừ. Khách sạn 190 phòng. Ừ. Cái anh biết sẵn phần nào là anh lên anh dọn phần đó luôn. Em phải biết họ lệ tân chứ. Ủa họ lệ tân chắc người ta nói, người ta giữ thông tin bí mật cho anh, chắc người ta nói mắc cười quá. Chị đi đánh game. Ủa? Từ dưới kia chị đến đánh game cha ta cũng ra không cũng dám cho chị lên. Vậy thôi chứ nói như em vậy chứ mấy người mà đánh game họ bắt gặp ở nhà nghỉ thì họ nhà làm nghỉ khác nào? Người ta nhà nghỉ khác khách sạn năm sao khác mà. Nhà nghỉ khác khách sạn năm sao khác đúng mà, nhưng mà người mua cái máy này là phải người có tiền, là phải khách sạn năm sao đúng không? Không, cái máy này không cái máy này không hề mắc và yeah. Và người ta không phải là mua, không phải mua, mướn mình thôi. Anh là người làm dịch vụ này, người ta mướn mình thôi. Người hiện đại thì mới biết cái này. Mà biết cái này thì sao? Phải có tiền. Tiền sao? Không. Phải đi khách sạn 5 sao. Sau đó anh sẽ marketing trên kênh YouTube của anh. Ủa cái gì? Anh marketing trên kênh YouTube của anh, hoặc làm marketing trên kênh TikTok của anh. Một lần mình chỉ lấy 300 ngàn thôi. Ôi dồi, rẻ quá vậy? Ừ. Ví dụ như cái máy này 1 triệu rưỡi. Một lần lấy 300, 5 lần lấy lại được vốn chưa? 1 triệu rưỡi hả? Thì anh nói tầm đó thôi, ý là ví dụ 1 triệu rưỡi. Má, mình đang giống như startup đang giống thiệt luôn á. Thuyết phục hai sát đầu tư vô em. Giống thiệt luôn á. Hiểu anh, em hiểu ý không? Em mất gì nói với em chứ. Em nói rất là đúng. Bây giờ nếu ví dụ như khách sạn 5 sao thì không giải quyết được. Thì đúng, bây giờ khách sạn 5 sao em có lên được đâu mà em bắt. Nhưng mà cái vấn đề nè,
anh đang rồi ok nói đi, em nói đi. Cái vấn đề ở đây nè, tụi em không có chồng, hiểu không? Đó, cái vấn đề thứ hai, nếu như mà tụi em có người yêu thì tụi em cũng không có ngoại tình, đúng không? Mà tụi em có chồng nữa thì chồng của tụi em cũng không có ngoại tình. Rồi anh giới thiệu đi là gì? Ông đang review mà, ông đang ông đang chắc máy cho mọi người, up clip này cho mọi người mua hàng mà, à, mọi người thuê mà. Anh đâu có chào hàng mày. Vậy hả? Mày bỏ 10 triệu em mua tao không bán. Bỏ 100 triệu em mua anh cũng bán. Vậy tí cắt cái mày giùm em nè. Mày thấy mình đương nhiên không? Xin lỗi. Anh đang nhờ đánh giá giùm. Ok. Đánh giá nó không được đó. Ok thì anh mới nhập. Một sao? Không được ở chỗ nào. Nói không, cứ góp ý anh thiệt tình. Tại vì giờ không ai rảnh đi mua mấy cái này hết. Không ai rảnh đi mua mấy cái này. Em coi coi. Em thấy được mà đúng không Bị? Thực ra nhưng mà em chưa biết nó hợp đồng sao. Nè, nếu mà em nói về cái vấn đề khách sạn 5 sao thì anh đồng ý không thể làm được. Cái máy nào nó phải có nhược điểm. Nhưng mà vấn đề người ta ở những lén lút với nhau, nhà riêng, phòng riêng thì lại rất là hợp lý. Nhà riêng, phòng riêng sao vô? Nhà riêng phòng riêng sao vô? Con này nói như ở quê thì vô phải dễ đơn giản mà. Ở quê làm gì? Ở quê làm gì có tiền mà ngoại tình? Nói chứ em vậy ở quê không có ai nhiều ngoại tình hết hả? Có nha. Ở quê ngoại tình với nhiều á. Có nha. Đúng rồi, tình yêu không quan trọng tụi mẹ. Đúng rồi, tình yêu không quan trọng tuổi tác và vật chất. Đúng. Ngoại tình nó càng hơn như vậy nữa. Ngoại tình thì lạ là được. Lạ là múc một cụ lạ bằng được tả cái ốc không một mười cái một cái lờ quen bằng tả cái lờ lạ. Ủa sao nó không có mười cái lờ quen không bằng một lờ lạ bằng tả lờ quen được chưa? Vậy là mười lờ quen không bằng một cái lờ lạ. Một lờ lạ bằng tả lờ quen. Đúng không, nó còn cấn cấn gì á. Một lờ lạ bằng tả lờ quen. Thì mười cái lờ quen không bằng một cái lờ lạ. Cũng đúng. Rồi tóm lại là cái của lạ nó nào đâu hả? Cho nên là vấn đề ngoại tình bây giờ rất là hot. Ok chưa? Em không chấp nhận. Ê nhưng tại sao bọn con gái tụi em thích của quen chứ không thích của lạ? Đâu? Sida chứ. Con gái em thích của quen không thích của lạ. Sida. Đâu? Lý do tại sao? Sida. Lý do là ghê tởm. Không, cũng không phải là ghê tởm. Ủa cắm nấu lẩu cho anh mượn nè. Còn dùng được không? Cắm chưa? Anh test cái máy thử. Cắm được. Em cắm cho. Anh đang thấy cái máy thử. Thôi để em cắm cho. Cái lý do đơn giản là tụi em không, tụi em mà đã xác định thương ai rồi thì tụi em chỉ thương một người thôi. Mà đi sao mày nhiệt tình á? Mày cắm ở đây. Mày bớt ngu là. Đã có ai mà ngu như thế. Đúng không? Thôi đó. Đúng không? Em nói gì nó lại coi. Em nói là phụ nữ tụi em là nếu như mà có tình cảm với ai thì chỉ quen người đó thôi. Cho đến khi có tình cảm với người khác. Mà đôi lúc cũng có tình cảm với hai người. Không có. Yêu nhiều người một lúc. Đều được. Miễn là thấy họ gặp nhau. Miễn là thật lòng. Đúng rồi, miễn thật lòng là được. Yêu hai, yêu nhiều người cùng lúc đều được. Miễn là thật lòng. Câu thứ hai là cái gì nhỉ? Cái gì mà câu cái trước là gì? Thì yêu nhiều người một lúc đừng miễn đừng ngò để cái gì vậy? Cái gì đây? Cái đèn, cái đèn khi mà chỗ khác coi. Khi mà khởi động thì nó sẽ như vậy. Trời ơi trời quá. Đau cái mắt luôn á. Khi mà khởi động thì nó sẽ như vậy. Thôi chứ có gì không? Nó là mắt tưởng đâu là máy máy cái máy chiếu yêu á. Máy chiếu yêu. Mẹ là chiếu ăn cái là hiện hình mấy đứa mà. Cho nó là đừng có nhìn ơi, đau mắt thiệt. Chỉ có phép nhìn thấy nét của hai đứa này luôn mà. Ghê quá à. Rồi em vô ngồi đi. Ok, bây giờ cái hệ thống này giờ nó đã xong nè. Nha. Mày nói gì đây? Em nói anh quay chỗ khác đi, nói cái mắt. Nghĩa là bây giờ vậy nè. Thì cái đèn là bây giờ anh để cho chế độ thấp rồi. Được chưa? Cho tụi em biết thôi. Bây giờ mà bây giờ làm sao ta? Ví dụ như bây giờ anh sẽ để cái này, cái đầu này nha. Anh ốp nó vào cái cửa này. Bây giờ ví dụ như Phương bây giờ em vô trong kia em giả bộ em cải thử đi. Là bên ngoài này cái đèn nó sáng. Cải là gì? 69 đấy. Nó chích vào một mình em thì làm sao? Kêu ông Vi vô nữa. Điên hả?
mà có một điều. Đi khách sạn cầm cái dây như vậy, cái gậy như vậy, cái điện như vậy, vòng 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 lên như vậy. Rồi có bị điên không? Là rồi chỗ nào mà găm? Rất là không đi đánh ghen mà, đi đánh ghen mà cầm cái máy quằn quá là quằn thà mà nó cái máy không á thì được. Đúng. Ừ. Nhược điểm của vấn đề này. Cô khách sạn thì làm gì mà có chỗ mà cắm điện? Đúng. Vậy thì phải cải tiến cái máy này làm sao phải có pin. Đúng. Sử dụng pin là được. Đúng. Vậy cái đèn này bây giờ mình sẽ về mình nói bên hãng hoặc là mình mua cái chỗ cung cấp của anh. Đúng, nếu đó thì anh bởi giờ anh mới nói anh qua tụi em. Ê mày con này thông minh, mày Vi thông minh nha. Lên khách sạn, ở bên ngoài khách sạn làm gì có ổ cắm điện? Có. Nhưng mà nó rất là cồng kềnh. Tại sao lại đem những sợi dây vô? Kiếm sang á. Vậy là cái đèn này là phải có pin sẵn, tích hợp pin sạc trong đó thì mới được. Đúng. Thôi thì ok, bây giờ nhờ hai đứa, một đứa vô trong đó giùm anh với. Vi kìa. Em chỉ cần nhảy cà tưng trên nệm thôi. Là bên ngoài này nó đã sáng rồi. Nhảy hả? Ừ. Okay. Cà tưng cho thôi. Em cứ giống như chỉ cần có nhịp chuyển động là nó biết. Nhưng nó rảnh quá, anh qua đây á, ngồi đài con. Đấy là giúp anh đi. Giúp anh, bà cái này anh để ở đây được. Anh để ngay vị trí này, chỗ này nó cũng đã sát tường rồi. Rồi. Phương ngoài này em coi cái máy giùm anh. Coi có phải là đúng hay không. Được chứ, được kìa cô. Phương mày coi cái máy giùm anh nha. Mày cứ nhịp mày nhảy cho mày, tao tạo động lực, đúng rồi. Bắt đầu, đồ, ok Phương nó nhảy rồi đó. Sao, ngoài sao? Ôi, tao nhảy rồi đó, mày sao sao? Không, vẫn nha, Vi nó vẫn nhảy. Tao đi ra đây cho coi luôn nè, đây. Đây, ra trong ngoài đây coi. Vi vẫn tiếp tục nha Vi ơi. Vi vẫn tiếp tục nha. Vi rồi. Đó mày thấy không? Rồi tốt đúng không? Tốt rồi. Đâu Vi dừng ở Vi. Đang dừng rồi đúng không? Dừng rồi. Có thấy gì không? Có. Mời không sáng. Rồi thử rồi Vi. Rồi. Rồi Vi nhảy. Đó. Thấy chưa? Mày thấy nó nhảy chưa? Rồi anh đóng thử cái cửa này lại nha. Rồi Vi dừng nghe Vi, Vi dừng. Chỗ khác được không? Vi dừng. Không có chịu à? Rồi Vi dừng thế nào? Và Vi dừng là tắt liền thế không? Rồi Vi nhảy lên nè Vi nè. Rồi Vi nhảy rồi. Ui hay nhỏ. Rồi ok Vi ơi ra đây. Sao? Nói một lời về cái máy này. Cái gì vậy? Ông bấm không? Bấm gì? Sao anh bấm được, anh đang đứng hồi nãy giờ anh đứng ngay trước mặt mày, tay anh vậy mà sao bấm? Mày thấy như thế nào Vi? À quên, mày thấy mệt đương nhiên. Rồi Phương, mày đi vô đây kìa, mày phụ anh. Mày nhảy như là mô phỏng động tác giống như là vợ chồng người ta đang lăn lộn trên giường thôi. Mình nhảy tập thể dục thôi chứ không cần phải là mình làm động tác gì nhảy cả. Đúng rồi, ok. Rồi Phương nhảy rồi đó, thấy không Vi? Có gì không? Thấy chưa? Đó. Thấy chưa? Đâu, ra đây camera đây cho coi quay. Vi Phương tiếp tục nhảy nha. Rồi Phương vẫn đang nhảy nha. Rồi, Phương vẫn đang nhảy. Đó, mày thấy không? Rồi, Phương vẫn đang nhảy. Rồi, Phương dừng cái nè, Dừng chưa Phương? Điều khiển ở đâu đúng không? Điều khiển ở đâu là sao? Chứ không thể gặp. Ê, điều khiển bằng giọng nói đúng không? Điều khiển bằng giọng nói. Chứ sao lại giờ anh cứ dừng. Ờ, quay lên đi nhảy. Nói gì nữa? Bây giờ em nói đi, anh không nói. Không, em nói thì nó cũng nghe được vậy, nó cũng... Rồi bây giờ nó tự cảm biến nè. Rồi Phương ơi, mày làm gì vậy? Mày làm đi. Là tao chạy hay tao không chạy? Mày cứ làm gì đi cho tao được đề. Để tao coi ông Vĩnh có điều khiển bằng giọng nói không. Tao chạy đúng không? Không, đừng nói, ông biết đó, ông điều khiển đó. Ờ. Mày làm gì đi, để tao nhìn cho. Ờ. Má ghê vậy trời. Thiệt kìa. Quái thiệt chứ. Không. Ấy mày ấy đi Phương, mày ấy đi. Để tao coi mày làm gì nha.
Phương đang làm gì? Phương nó đang ấy mà. Đang làm gì? Không, Phương nó đang nằm ngủ. Mà cái này nó chết. Phương đang nằm ngủ? Ừ. Sao kỳ vậy? Vậy là anh điều khiển bằng giọng nói rồi đúng không? Sao Phương đã nằm ngủ thiệt hả? Ê mày nhảy hoài á. Mày cũng mệt đó. Đi nhảy đi mẹ. Nó đang nằm ngủ cái này nó chết. Ủa vậy không lẽ nó lỗi hả ta? Ủa vậy là vẫn có lỗi hả? Ây da. Ủa vậy là vẫn có lỗi. Ngủ quá. Đù, vậy là vẫn đang nằm ngủ mà nó vẫn vẫn chết. Ờ. Vậy thì đâu chính xác. Ừ, ngủ quá. Hả, nhưng mà hồi nãy em có nằm ngủ thiệt không? Hả? Cái đứa hai đứa này sao nó cứ nói là mình ấy là anh chỉ cần là cái máy này chính em xác hay không thôi. Vậy mà. Vậy là nãy giờ nó đang nằm mà máy nào vẫn nhảy. Anh em à, đúng là máy móc đều có cái nhược điểm. Đó thì vừa rồi là Phương với Vi nó đứng là nó nhảy. Bây giờ anh vô nhảy để hai người em coi. Nó nhảy. Đúng, anh vô làm động tác đó đi. Rồi anh nhảy thử. Ừ, đúng. Ủa lúc nãy là tụi em con Vi lúc nãy là cái Phương lúc nãy em nằm mà nó. Đừng quan trọng, bây giờ anh vô làm coi. Rồi, đứng đây nha, camera qua đây. Để tụi ta vô thử. Thử hả? Làm đi. Rồi bây giờ nè. Đèn chưa chớp nha. Ủa không chớp hả? Ờ. Đang làm không? Đang làm không chớp hả? Không, không. Ông nhìn ra đây xem đây. Ủa đang làm hả? Không có. Đâu? Anh đang làm hả? Đâu đâu? Nó cho em ra làm hết rồi. Đâu 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 đâu? Đây à. Thấy chưa? Thấy chưa? Nó đâu có đèn để sáng đâu. Wow. À, đủ. Người ta gạt, anh bị người ta gạt đúng không? Bao nhiêu tiền? Tào lao thì dẹp đi. Tào lao quá. Mẹ ngồi. Nó sáng không? Thằng cameraman tao nó nói có sáng. Sáng hồi nào? Sáng nào? Giờ tao đéo tin anh mày. Nhìn nha. Mày nhìn nha cameraman. Tao nhảy nè. Giờ tao nhảy nè nha. 3, 2, 1. Nhảy. Rồi ra. Sao sáng không? Sáng đâu? Sáng là cái đèn che lên rồi. Sáng không? Thế lúc nãy thấy sáng mà em ra làng không? Bây giờ đâu có thêm ra đâu. Tao mở cửa mẹ đi, tao téo tiền tụi mày nè. 3, 2, vô. Đụng má nó sáng ầm, tụi mày kêu không sáng mày. Có không? Nãy này chết mẹ luôn. Nhưng mà hồi nãy em nằm ngủ mà nó sáng. Nó sao nó cũng quá lỗi vậy ta? Thật sự là mày nằm ngủ không? Hả? Bây giờ mày vô lại đi camera man, mày làm chứng giùm ta. Mày vô mày nằm. Thử thử. Không có phải là cái có ổn hay không để anh biết được anh nhập, còn không thì thôi. Ổn. Ổn đúng không? Ổn rồi liền. Ổn. Thôi, đéo nhờ tụi mày nè, tao đi nhờ. Ổn, anh ổn đẹp à. Đéo cần nhờ nữa, tao nhờ người khác. Mày này là như đụng phá tập chu nó xong nó làm què vậy. Ổn hay không? Lúc nãy mày có ngủ không? Ổn là ổn, giỡn, còn em là ổn thiệt. Em thấy ok đó. Tụi mày nghĩ tao chôn vậy, tao cứ dọn về là xong. Coi như là hôm nay, đi chưa, đi chưa? Hôm nay anh mày uy tín chưa, anh mày có chôn gì không? Từ nãy giờ anh mày có chôn cái gì? Ổn thiệt. Mày ổn vậy bè thiệt. Cái gì? Ê. À quên cái máy, đây. Tụi mày đặt lại quay lén gì? Cái máy của con mẹ. Nãy giờ đây là đặt máy ở đó rồi nào, bây giờ mới biết luôn. Con Phương hồi nãy nè, anh chứng kiến nè. Dạ. Ê, không có. Đúng rồi. Tao đặt cái máy này nó mới cảm biến được trong âm thanh trong tường. À cái tần sóng trong tường thì nó mới chớp được chứ đâu ra. Tao nào tôi biết. Tao tát cho mày một cái rồi máy còn quay kìa. Dạ, rồi tự nhiên đi về. Nó không biết kệ mẹ mày vậy, tao bây giờ cũng quan tâm xong rồi. Dạ vậy? Mà quan trọng là cái máy này nó không ok. Không ok chỗ nào, để anh thiệt, để anh khỏi nhập. Anh thấy ok mà. Bây giờ test thiệt đi. Test thiệt là ở đâu mà cho người ta quýnh vô trong mặt tụi bay hả? Bây giờ đăng lên vô hội nhóm đánh ghen đi. Bây giờ anh nghĩ là phục vụ quá hả? Ừ. Bây giờ anh bút một con đạo vô. Xong rồi sao? Không thì anh bút một con, anh xong bút cho con Vi. Ừ. Mẹ, đừng nói vậy hai anh. Nó chớp chảy máy luôn.
ví dụ như hai người thì không, nếu mà bút một anh trong vi là anh nghĩ máy là nó không chớp mà nó sáng luôn. Như máy khâu á, là máy đâu kịp chớp. Như gà vậy đó, phải không? Ôi thông cảm đi, cũng mấy năm rồi chứ vậy đến đâu. Ừ, thì thông cảm mà. Thôi cảm ơn hai đứa. Tao đi về. Hai đứa mày đéo khách quan, tao đi mời nhờ đứa khác đây. Tao qua tao nhờ. Thử nghiệm đi trời. Thử nghiệm ai? Thử nghiệm đâu? Không Phương hả? Không được, anh nghĩ là vậy thôi, chỉ cần như vậy thôi là đủ. Nhiêu đó là quá đủ. Em nghĩ anh dẹp cái dự án này đi. Tối ngày sầm lờ là giỏi. Má chưa khởi nghiệp mà gặp, hôm nay gặp hai đứa này nè anh em ơi. Anh em khi nào mình up clip này lên, anh em trên kênh á ủng hộ hay không thì úp lên là người ta nói anh sầm lờ. Anh em xem trên kênh mà đúng á, đừng có úp. Sao vậy? Ủa, lấy đâu ra khách ủng hộ tao? Và tao ập nhập cái máy này về cho lỗi chết. Em đã khuyên anh là dừng dự án này đi. Tại sao? Ý là bây giờ dừng tại sao nè? Vì nó không khả quan. Không khả quan ở điểm nào? Đơn giản nó rất trẻ con. Cái này bị con nít. Cái này là giống như là chơi nhà chầu vậy. Ừ. Ê, mà nha, ví dụ nha. Anh vô anh nhịp vậy. Ừ. Buổi sáng đúng không? Ừ. Rồi người khác người ta cũng nhịp vậy, người ta cũng nhịp vậy. Người ta cũng tập thể dục chẳng hạn. Hai người đưa nhau vô khách sạn tập thể dục hả? À, có một người mà nó cũng sáng đó. Có một người cũng sáng. Đúng. Ê, đi vô một mình cũng sáng thì đúng, thì khi mà mở cửa ra thì chỉ có một mình ổng thì thôi, thì đâu có vấn đề gì mà phải bắt ghen. Đã xác định là có hai người trong cái phòng đó rồi thì mình mới đặt cái máy, em hiểu không? Còn hai người để vô khách sạn để tập thể dục hả, để nhảy dây hả? Không, hai đứa này người ta vô làm thì sao? Vô khách sạn để tập yoga, hai người chồng của em đi với một con khác vô khách sạn để tập yoga. Đúng. Ví dụ như mà nó nói là wow. Đất ngục của xui em cũng tin thôi. Thôi tụi em lạc quan quá thôi, vậy đó anh cảm ơn nha anh trẻ. Vậy thôi. Anh thấy là khả quan á, cũng ổn á, anh trẻ này. Bà nha, anh không bà. Nghe lời góp ý của em. Anh làm kinh doanh mà đôi khi phụ nữ nói khuyên mình thì mình sao làm ngược lại. Sao nhiều lần sẽ khôn lên. Ừ. Nghe lời phụ nữ cái sai mà. Sau bước chân của người đàn ông thành đẹp là đúng, bông ghế của người phụ nữ. Đúng. Đúng. Mà đây là hai bông ghế của người phụ nữ không nghe. Đúng. Xin lỗi, anh không xem tụi em là phụ nữ. Ồ, mất kìa. Cho nên là anh không nghe lời khuyên của tụi mày. Ok, cảm ơn. Nó không nghe, sau này đứng hết. Trời, anh biết lỗi rồi, nó không nghe tụi em. Thôi, ok, bây giờ tao tắt máy, tao ngồi đó tao chơi được không? Được anh này. Thôi, tắt máy đi, hôm nay cảm ơn em rất là nhiều. Còn cái máy này nếu anh em nào trên YouTube đang xem kênh của mình, ngày hôm nay anh em thấy mình từ nãy giờ review á, có cả Phương với Vi review. Trong quá trình review anh em nó cảm thấy quan tâm dịch vụ của mình thì kết bạn với mình qua số Zalo 0775630707, kết bạn với Vĩnh để nếu mà có nghi ngờ người yêu hay nhân tình mà muốn có người yêu hay là nhân tình mà mình nghi ngờ mình muốn sử dụng dịch vụ của Vĩnh thì liên hệ với Vĩnh qua cái số hotline mà Vĩnh vừa mới được á mọi người, ok mà Vĩnh vừa mới để trên màn hình để mà ủng hộ cho Vĩnh nha mọi người nha. Chỉ có 300.000 một lần thôi, rất là rẻ. Nếu mà trong nội thành thành phố Hồ Chí Minh thì mình miễn phí tiền công di chuyển, còn nếu mà ngoài thành thì mình sẽ ship máy và anh em phải cọc tiền cho mình. Ok. Oh my God. Ok không? Hả, mày làm khẩu quyết ủng hộ một cái Vĩnh với vẻ ủng hộ. Cái gì vậy? Ý là Vĩnh tụi bò. Đồ. Ủng hộ Vĩnh với vẻ. Yeah. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều. Rồi xong. Hello anh em, thì từ nãy giờ thì tụi nó cũng đã bỏ qua cái sự nghi ngờ đối với mình rồi, bởi vì là mình thu cái máy lại rồi, nhưng mà camera của mình cũng đi về rồi. Nhưng mà bây giờ hiện tại thì mình đặt một cái camera lén ở bên trong đó, thì mình vừa mới gọi cho thằng Khoa, mình nói với thằng Khoa bên ngoài là bây giờ mày cứ chớp liên tục thôi, bây giờ mày không cần phụ thuộc vào là lúc nãy là sợ con viên đồ nó nhảy, chứ còn bây giờ là mình sẽ hồi nãy giờ mình vô đây mình mượn máy tính của con Vi, mình ở chơi cái phòng này nè anh em. Ở phòng này mình chơi thì bây giờ thì mình giả vờ là đây mình đang nghe lén hàng xóm nha, mình giả vờ mình đang nghe lén hàng xóm để tí này mình sẽ làm sao để cho con Phương với con Bi á nó đi vô phòng này nó thấy mình đang nghe lén hàng xóm thử sẽ phản ứng như thế nào. Cho nên bây giờ thì cái đèn cứ chớp liên tục, còn Khoa nó cứ chớp liên tục thôi, bởi vì bây giờ
mình có nói thì thằng Khoa nó cũng không nghe được. Lúc nãy ở ngoài kia thằng Khoa nó còn nghe qua cửa được, nó còn đoán được, nó còn chớp theo. May lúc nãy cũng xém là bể gì rồi anh em. Còn bây giờ thì ở trong phòng này rồi thì nói chung nhà mình nghe lén hàng xóm thì chớp như thế nào cũng được mà đúng không? Để coi thử tụi nó coi tụi mò vào nha. Ok nè. Ồ, bây giờ mà nếu mình ở đây chờ tụi nó qua đây thì thằng Khoa nó chớp như này chắc chớp hoài chắc hư cái đèn của mình luôn. Bây giờ mình sẽ nói lại với thằng Khoa, đợi một chút xíu đã. Bây giờ mình sẽ ngồi ở đây chờ khi nào mà tụi nó tính là rủ nhau đi chơi, đi ăn uống á, thì tụi nó cũng sẽ qua đây tụi nó kêu mình. Ok anh em, khi nào mà tụi nó thấy tụi nó kêu mình thì mình sẽ nhắn cho thằng Khoa. Ok, bây giờ mình sẽ nói lại với thằng Khoa. Kìa ta. Ê. Gì vậy anh? Ê. Làm gì vậy? Ê. 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 Cái gì vậy? Hàng xóm cho mày. Làm gì? Đi nè. Thấy không? Làm gì? Hàng xóm cho mày. Để làm gì? Không, biến thái hả? Biến thái gì? Có người ta. Có gì? Không phải tin vui. Vương ơi. Trời. Con Vĩnh biến thái nè. Cô Vĩnh nó mới nhận ta. Ai biết? Ai biết? Phương, cho mày coi nè. Mà sao lại luôn? Sao nó chớp vậy? Có ai hoạt động đây không? Đây, hàng xóm nha, Phi. Anh để tương này. Bị điên gì? Sao? Sao nó chớp dữ vậy? Thì ai biết nè. Chửi xong rồi làm gì? Để làm gì? Rồi tới mày nữa. Em coi là người ta làm gì bên đó. Ủa, đây, mày. Người ta làm gì tới không quan trọng tới hai tụi mày hả? Ê, mày mới đúng mắt dậy nè. Nghe làm cái gì? Ê. Anh nói vào nghe không? Đây mới đúng mất dạy nè. Đây mới đúng mất dạy nè. Có nghe gì đâu. Rồi mày rảnh quá hay mày chửi người ta đã rồi mày. Mày chửi tao đã xong mày rồi mày cũng nói. Mày lanh quá ha. Ủa sao mày? Ủa hết rồi. Do mày nói to nè, nghe nè. Người ta hết luôn thấy chưa? Trời ơi, người ta thích không mà. Mệt quá. Ý là anh tính cấm điện anh. Anh gì á? Nghĩ gì kiểu chung á? Cái gì? Nói gì? ê, ẩu rồi ba. Thôi xàm, tao thấy xàm rồi đó nha. Đi đi, coi người ta vô duyên quá đi. Bắt chưa? Tụi mày đi xuống dưới nhà xe chờ anh một tí. Anh đứng đây làm gì? Cái gì? Ê, tính ra, tụi mày bảo Huy. Ê, là nhà bên cạnh này bình thường là cái gì? Ở với nhau, vợ chồng hay là vợ chồng? Gia đình má. Bây giờ mới có 5 rưỡi mà hả? Trời ơi, mệt quá đi. Mới có 5 rưỡi làm gì ta? Tào lao rồi đó. Người ta làm gì, lát là con cái đi tắt đi gión con cái. 5 gì rưỡi người ta tập thể dục buổi chiều đó. Chứ có gì đâu. Tập thể dục mà sao chớp cái nhịp này? Mày chớp nhịp nào nè? Em đi làm thế nào? Ủa, hết rồi. Nghỉ ngơi. Tập cho em tập mệt nó nghỉ ngơi nè. 2, 2, 2, 3, 4 nè. Nghỉ ngơi. Làm sao? Em nghỉ nè. Tập lại nó nè. Ok không? Tập thể dục nhịp điệu đó hả? Tào lao quá kệ người ta đi. Thế là chống ghế gì hả? Chống ghế gì? Tập thể dục cũng có thể. Ủa, nó sáng được chưa? Sao nó sáng quá vậy? Mà cho theo kinh nghiệm hai đứa mày với cái nhịp độ như thế này là tập thể dục hay làm gì? Nhanh lên ôi chóng quá chắc đi Vĩnh ơi. Má nhức mắt quá à. Cái ấy đâu rồi, lấy ra đi. Thôi bây giờ đi hai đứa đi xuống một xíu đi anh. Anh lại cho nên là làm anh làm cái gì? Tạc cam đúng không? Ý là anh coi cái máy này coi thử nó hoạt động như nào. Trộn đúng không? Trộn cái gì, tụi mày tao đuổi tụi mày đi ra luôn á. Vô phòng tôi làm gì? Cút đi ra, đừng có trong đây để tao quay dính mặt tụi mày. Cút ra ngoài, đi ra ngoài. Nói chuyện từ phòng trộn đây xong rồi lát nữa anh tôi về tôi ông quay tôi cái gì? Quay mày cái gì ở đây? Đồ trộn đúng không? Quay gì ở đây? Phòng la này của mày quay đây cho anh cái máy từ. Im lặng. Cũng hợp lý ta. Ơi, vậy anh vô duyên quá, đi ra. Dịp đi. Nhà của người ta hay ta làm gì kể ta trời. Cái ấy đâu rồi, đi nè, dọn đi. Xàm quá, đi nè. Thì ấy là coi thử thôi. Quay đi. Rồi đi. Đi đâu, ăn quán nào? Tháo cái ấy ra. Rồi, đi ăn quán nào anh Tháo? Đi ăn gà. Mẹ chấp tiếp đi, Khoa ơi chấp. Trời ơi.
quá sao chưa chết. Dạ. Thì anh đang thu, anh đang thu. Cây hay gì á? Tao đang ơi. Tao đang thu đồ. Lại đi. Ừ. Sao thằng quà nó không chụp nữa ta? Làm gì vậy? Làm gì trong nữa? Thu đồ mình nãy giờ đứng đây. Thì từ từ mới thu chứ. Ấy, quà nó... Mẹ. Thôi đi đi, hai đứa mày đi đi. Nghe thử. Còn như là con khốn nạn này. Nó mới là cái con khốn nạn nhất trong... Nó biến thái nhất trong cái đám này. Em nghe có người ta... Cục gà hở tập cái bài gì? Cục gà. Đi ra. Đi. Cốt. Cốt. À, chúc Phương. Chúc Phương mà làm gì? Làm gì Phương? Đóng cửa rồi vậy? Em tu dọn mấy chồng mấy. Ủa thiệt rồi. Mày bớt nha. Đút điện ra đâu? Đụng má chớp dữ trời. Tập thể dục hay làm gì ta? Thôi rút điện. Rút đi. Ê nhưng mà bây giờ hai đứa mày thấy máy được ổn không? Tao thấy ổn á. Ổn đúng không? Máy nhạy vãi. Nó có thu được tiếng không nhỉ? Tiếng gì? Cái này là dùng sóng, để sao mà thu tiếng được? Tiếng là tự mày thu vô á. Thu sao? Ai biết. Bây giờ đi đâu? Ăn gì đây? Lẹ đi. Đi. Rồi này, tao đi ra trước khỏi phòng nha. Chứ đến rồi tụi bay kêu tao đặt. Nhanh đi, tắt điện cho. Rồi, tắt điện. Để đi thầy nổi à. Tắt gà sầm lờ. Mày làm gì á? Em tắt điện. Tắt điện mà mày làm gì em? Có làm gì nữa hả? Nó định làm cái gì á? Định làm gì? Nó chèo anh Dường đúng không? Ừ. Chèo anh Dường hả? Ừ. Chèo anh Dường nghe lén đây à? Nó nghe lén. Tao không thể nghe lén. Chứ làm gì? Nhà tao mà tao áp cái tai lên, bình thường tao cũng áp gì mà. Bình thường mày áp làm gì? Em tập tai. Tập tả tai gì? Tập cho cái tai nó dặn ra vậy nè. Nghe ra rõ hả? Ừ. Ừ. Thì nghe rõ là nghe gì rõ? Nghe... Nghe lai rõ. Mắc cửa đi nè. Đi. Đi. Thu cái máy, bỏ máy vô đây cái. Mệt quá. Vô máy cấp đây. Nó vô máy cấp hả? Ừ. Đó máy cấp đi. Không có máy cấp không? Vô đi. Máy cấp đàng hoàng nhanh nha. Hay nói vô máy cấp mình hiện tại đang bên ngoài những cái mic mình đang đeo nha. Anh em coi thử tụi nó làm gì nha. Ok đi. Vô. Đây. Đã quên, anh còn cái phích cắm. Để lấy cái phích cắm cái. Lấy phích cắm gì trong đó? Cái phích cắm của cái đèn. Dạ. Ừ.